mừng quý vị khán giả đang đến với Solo cùng Bolero. Chúng ta đã chuẩn bị bước sang năm mới rồi, và ngày hôm nay chúng tôi mở đầu chương trình bằng bộ tứ quyền lực của Solo cùng Bolero, ca sĩ Đan Trường. Xin được giới thiệu ca sĩ Mạnh Quỳnh, nữ giám khảo xinh đẹp ca sĩ Phi Nhung, và nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi thi ngày hôm nay. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ. Trước lên nét suy tư bao năm thầm kín trong thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rót vào tim, thương dẫn nhiều mái tóc xòa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài, lòng vẫn chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế, nếu mai sâu gầm xin cuối mắt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn vui. Giọng ca của em hát rất là ngọt. Mà mai mốt á, cái này em hát là em chỉ hát trong phòng thu thôi, và mình đánh theo cái thể loại slow hay là cái gì đó, thì em có thể em luyến lái giống như vậy thì nó sẽ hay. Thí dụ như mà em hát live trên sân khấu mà đánh bolero như vậy thì cái cách mình hát không thể hát vậy được. Nếu mà em hát bên ngoài live như vậy thì em sẽ hát thẳng ra nhá. Đừng có nghĩa là với cái phiên bản vừa rồi hát phòng thu sẽ tuyệt vời. Nhưng hát với live thì nó không có đủ cái độ cho mình cứ luyến hoài, có những cái dứt nó phải chặt hơn chút nữa. Mạnh Quỳnh rất là đồng ý cái cách nhận xét của Phi Nhung. Cái bài này thì mình hát không thể nào kéo dài lê la được, mình ca rất là ngắn gọn, càng một mạc càng hay. Nhất là cái điệp khúc thời gian có ngừng đây bao giờ, em ca rất là thoải mái. Thì cái giọng em thì lúc nào đối với anh thì trong những cái giọng sáng giá trong cái chương trình, em cần ca nhẹ nhàng lưu loát chút xíu, không cần phải kéo dài lê thê. Cảm ơn những nhận xét của giám khảo Mạnh Quỳnh. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với phần nhận xét của giám khảo Đan Trường. Xin mời anh. Nhạc bolero phải rất là khó hát, mình phải đủ lực. Như ý thì đúng như là cái chất tiểu thư hát có gì đó nó thỏa thẻ nhẹ nhàng, đúng cái chất của bolero. Nhưng mà nếu mà xem tổng thể thì vẫn thấy em có gì đó nó hơi non non. Anh cần em tập luyện thanh nhiều hơn nữa để cục hơi của em nó vững hơn.
khi hát em phải bật sáng ra luôn, chứ không có phải nhớ nghe điều điều mà nhỏ như vậy. Hát một bài nghe được, hát nhiều bài sẽ không lôi cuốn được người nghe. Cố gắng khắc phục được điểm này, xin chúc mừng em. Khen cảm ơn giám khảo Đan Trường rất nhiều ạ. Khen cái áo dài đẹp. Áo dài đẹp à. Anh tính khen áo dài quá đẹp luôn. Anh nghĩ là đầu năm á, nhiều người muốn gặp em lắm á. Tại như ý đúng không? Như ý. Thường người ta chúc một năm như ý đúng không? Cái mà em đang thiếu có nghĩa là cái sự mạnh mẽ một chút, sự trưởng thành như em chia sẻ. Anh thấy rõ luôn á, như ý trưởng thành từng ngày. Anh nhìn thấy em đẹp lên từng ngày. Thứ hai là cái phần trình diễn đó, em bước ra em rất có cảm xúc với cái bài hát. Cái mà anh muốn nhắn nhủ với em trong năm mới á, em đã có những cái gì mà bạn khác không có được rồi, thì phải lấy cái đó làm cái mạnh mẽ hơn bạn khác, mau chóng trưởng thành hơn trong giọng hát và cách sống luôn. Một tràng vỗ tay thật lớn được quý vị. Hy vọng rằng những lời nhận xét chân thành đó sẽ giúp cho các bạn thí sinh ngày càng tỏa sáng hơn. Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay phim nắn nót cùng nhất quan anh du hồn theo tiếng tô nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lốp vàng rồi hồn yêu em khi nào em hát say em nũng nịu cười nói sai là tại ngày hôm nay thì sức khỏe cũng không có được tốt lắm do là cái khí hậu của ngoài Hà Nội như quý vị cũng biết là đang rất là lạnh thưa quý vị. Có sự thay đổi thời tiết giữa hai vùng miền á làm cho Dương Huệ mỗi lần mà di chuyển vào đây để thi á sức khỏe nó không được ổn định. Chúng ta cũng thông cảm một chút xíu về vấn đề này. Bây giờ chúng ta xin mời quý vị ban giám khảo đưa ra nhận xét. Mời anh Mạnh Quỳnh trước ạ. Thì hôm nay về ca bị mệt. Anh có thấy được điều đó, em lên cao em bị đuối lắm. Cái giọng em có một cái giọng hát rất là đặc biệt. Anh mong rằng sức khỏe em sẽ tốt hơn. Và nếu có dịp vào vòng trong thì em sẽ trình bày tốt hơn. Cái bài hát này thực ra nó cũng không khó ca. Nhất là bài hát rumba bolero như thế này thì mình hát cần cho nó cái nhịp điệu chút xíu. Mình không cần luyến quá nhiều để về rút kinh nghiệm. Hát cái bài này cho nó thoải mái nhẹ nhàng chút nha. Lúc đầu em ca nghe rất là khó chịu. Chị nghĩ là em dùng kỹ thuật nhiều quá. Mấy tập trước hát rất là hay, nó cũng có kỹ thuật em dùng nhưng mà có thể dùng ít
bỏ qua được. Bây giờ chị thấy rõ ràng luôn, nếu mà mình bệnh thì mình có kỹ thuật cỡ nào mình cũng không có thể nào mình hát được. Thứ nhì là em điệu quá nè, những cái nốt xuống thấp em để ý một chút xíu, em phải cố gắng lên nha. Chứ thí sinh mà vô vòng này rồi thì ai cũng giỏi hết, chứ không có ai mà dở. Với ca khúc giọng ca dĩ vãng này là theo anh thấy là em đang áp dụng cách hát của ca sĩ Nam vào em. Từng cái nhựa, từng cái chậm rãi, từng cái từ từ của em giống cách hát của các ca sĩ Nam, thì anh thấy nó không hợp với em lắm, hơi bị lê thê. Em phân bổ từng câu hát người ta sẽ không hấp thu được, nghe bị chán đó. Nên là em phải nghiên cứu cách hát thật là kỹ. Nữ hát mà chỉ cần nhẹ nhàng truyền cảm là hay rồi. Cái phần đầu em hát thì anh nghe ra được có chất bolero, nhưng sau đó lên điệp khúc bắt đầu em bị phân tâm, em chuyển giống như là dân ca Bắc Bộ. Ngày hôm nay sức khỏe em không tốt, không có tập trung hát được cái bài hát này, anh rất là tiếc. Anh hy vọng rằng nếu em được vào vòng trong, em phải tận dụng hết khả năng của mình đang có, em phải cố gắng nha. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Lúc ấy anh thấy em đứng trên cái sân khấu đó, chỉ thiếu cái vương niệm nữa là thành hoa khôi. Rất là đẹp đúng không? Mặc cái áo dài, yeah, đứng lên trên cái sân khấu cao, anh nhìn lên một cái dáng dốc rất là đẹp, đầm thắm, dịu dàng. Phía ngoài của em đã đáp ứng được hết rồi, bây giờ chỉ còn là cái lực của mình nó phải biết phân bố. Em phải cố gắng hơn nhiều nữa hả? Nhưng mà tất cả những gì em mang đến đây thì anh cũng chúc cho em những ước vọng của em trong năm mới thành hiện thực. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn quý vị ban giám khảo rất nhiều. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu qua. Rồi một hôm tôi gặp nàng, đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lang. Nhưng cùng đàn người chẳng mang còn chê chán, nhìn đời thấy lắm phụ phàng. Mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dĩ vãng, nhưng bao dòng tố lan tràn lên gắng tia huy hoàng siêu độ theo nước mặt nàng. Còn cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao xa. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa chân gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thản. Ngày xưa Huy lá ngọc cành vàng, giờ đây Huy tròn lũm dễ thương. Thưa quý vị, đó chính là Nguyễn Huy. Và đúng là lúc này thì hy vọng với phần trình diễn của mình, những lời nhận xét của các vị giám khảo ở đây sẽ tiếp thêm cho em động lực. Vâng, xin mời chị Phi Nhung trước ạ. Năm mới cô Nhung chúc con sẽ sáng tỏ hơn năm cũ, cao hơn thêm một chút xíu nữa. Dạ cái này khó lắm chị. Dạ con cảm ơn cô. Về cái phần hát của con
bài Giọt Lệ Đại Trang. Ban đầu thì đúng nhịp, tự nhiên sau bắt đầu từ từ con luyến lái làm sao, con làm cho con chậm lại và ban nhạc nó chậm theo con luôn. Cô Nhung không biết nói sao chứ cần giọng thì các thí sinh và đây là ai cũng hay hết rồi. Mấy mốt nhớ là chú ý thêm dùm cho cô Phi Nhung nếu mà đi vòng sau. Phi Nhung nói đúng, nhưng mà đối với Quỳnh thì cái giọng này toàn những bài là kinh điển không, đúng thể chất bolero. Chính vì như vậy nó sẽ là con dao hai lưỡi. Cái thứ nhất là những bài quá nổi tiếng, cho nên khi các em hát có thể là các em không có nhận định được cái nhịp điệu, cái tiết tấu như thế nào, các em chưa có xác định được là mình nên ca làm sao cho nó phù hợp. Các em chỉ cần ca mộc mạc cho anh, giọng hát của em vẫn tuyệt vời, phải cố gắng lên. Vâng, cảm ơn anh. Và nhân đây tôi cũng gửi một lời cảnh báo và thách thức các thí sinh còn lại chưa thi. Các bạn phải làm sao đạt đúng yêu cầu của ban giám khảo ngày hôm nay đề ra là rất cao thưa quý vị. Xin mời giám khảo Đan Trường. Ngày hôm nay băng nhạc chơi live không có tiếng điện tử, rất là mộc mạc. Thì cái kiểu này là kiểu hát đường phố, hát thoải mái, hát tự sự, hát giống như là đem tất cả những tình cảm của mình ra để mà tâm sự. Nhưng mà các em ở đây là đang tâm thế đi thi, nên các em đang cố gắng hát thật là hay, đầy đủ kỹ thuật, đầy đủ chất, nên nó bị trái ngược nhau. Từ đầu đến giờ là hay bị như vậy. Thành ra là muốn nói rõ để các em hiểu được là mình phải hòa quyện vào ban nhạc như thế nào để cho nó ra một ca khúc, một tác phẩm thật là hoàn hảo. Huy chưa tìm được cái chất của mình, cái màu sắc của mình. Chứ bài nào em cũng hát hay và bài nào cũng có một kiểu hát như vậy thì em sẽ bị chai. Hy vọng rằng là em sẽ tìm được cái màu sắc âm nhạc riêng của mình. Con đường ca hát đó chọn mình thì mình phải quyết tâm với nó. Mình đã có những thời gian mà em hát là tôi, chính tôi ngày xưa đó. Ngày hôm nay em vẫn đứng ở sân khấu này, cơ hội với em không có nhiều nữa. Solo đã làm cho em những điều mới mẻ, anh chắc chắn là như vậy. Anh chỉ muốn rằng em quyết liệt hơn, phải biết dùng cái bệ phóng này, cố gắng hơn nữa. Anh muốn em có nhiều khán giả yêu thích như ngày nào, từ sân khấu Bolero ra. Năm mới, nếu em đã theo con đường này thì anh chúc cho em ngày càng sáng sân khấu hơn. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Thả rót cho ta 100.000 chung rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em, từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly can, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dậy dòng sông hồ. Rót nửa đi em rồi mai về mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cũng đến dở dang. Này, này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Dài
bởi sông dài ta còn mãi. Lênh đênh quý vị thân mến, nếu như chúng ta vẫn thường nghe gọi những từ gần đây như là soái ca thì hôm nay chúng ta có túy ca Huỳnh Gia Đạt vào trong tay thật lớn thưa quý vị. Túy đệ thân mến, hy vọng ngày hôm nay túy đệ sẽ nhận được những lời tích cực từ ban giám khảo. Xin mời chị Phi Nhung trước. Cái bài hát của em vừa rồi là Silver Rock, em hát rất là chuẩn, rất là hay, làm chị không ngờ á. Đó là cái phần mà chị thích. Còn cái phần mà chị không thích là theo cá nhân của chị là cũng là cái phần diễn xuất thôi. Cái say á nó chưa có ra, nhưng mà cái cười rất là hay. Cái giọng thì nó lại say mà con người nó lại không say. Đó, có bao nhiêu đó thì em phải về em phải nghiên cứu lại. Này là dạ say điềm tĩnh à. Anh có cảm giác em là một cái người hướng về gia đình, cái kiểu vẫn có cái tình cảm ở trong. Hôm nay em hát cũng vậy, em hát có cái tình cảm. Ngày hôm nay rõ ràng em rất là uyển chuyển luôn. Anh thấy em diễn em đi thì chỉ cần cái độ tinh tế thôi. Chị Nhung vẫn nhắc với cái độ tinh tế. Thì cái này á, Đạt còn thiếu một chút xíu. Nhưng anh nghĩ là với những gì em đang phát triển em sẽ làm được. Quan trọng nhất là giọng hát của em nè. Ngày hôm nay anh rất là mừng khi thấy em có cái sự biến chuyển rất là rõ. Nó có một cái gì đó của riêng em và Đạt. Có những cái nấc của em á, nó cũng thành thương hiệu. Mặc dù là không phải là lúc nào ai nấc cũng hay đâu. Anh hy vọng là em sẽ giữ cái phong độ này. Anh nghĩ là Gia Đạt sẽ làm được nhiều hơn cho ba và gia đình của mình ở quê nhà. Năm mới thành công. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Phần trình diễn của em thì đối với anh thì anh không có chê được cái gì hết. Bữa nay em hát rất là tốt. Nãy là Phi Nhung nói là em hát cái giọng thì sai, nhưng mà cái tướng đi hoặc cách uyển chuyển không có sai. Có thể là cái sai của em là xây sang. Cái sai là phân biệt. Phi Nhung rất là tinh tế vấn đề đó. Nhưng mà thực ra thì cũng không mình không có cần người phải. Đúng rồi. Anh nghe cái bài túy ca này rất là nhiều người ca. Nhưng mà hôm nay là em ca một cái thể loại rất là đặc biệt. Có thể là lần đầu tiên anh nghe cái kiểu này. Em nên giữ cái phong cách như thế này rất là hay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mình lắng nghe ý kiến từ các vị giám khảo, mình rút ra cái kinh nghiệm riêng cho mình nha. Rồi, xin mời giám khảo Đan Trường. Những gì mà mọi người khen đã quá đầy đủ. Có thể nói rằng là đây là một tiết mục mà em diễn đạt nhất từ trước tới giờ. Không có gượng ép, không có gò bó. Em rất là thoải mái. Từ cách diễn xuất, từ cách hát, từ cách nhả chữ, mọi thứ là rất là hoàn hảo. Anh xem tiết mục của em rất là lôi cuốn. Và điều quan trọng nhất là em đã làm cho giám khảo và các khán giả say theo em. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh nhiều. Bài này rất là tốt. Em
vừa phải cảm xúc, hát vừa đầy đặn. Có những lúc mà cái đoạn điệp khúc chuyển qua đoạn A hơi dồn, nhưng mà em xử lý rất là chậm rãi, rất là tinh tế. Và anh cảm nhận giống như là đây là một ca khúc dự thi ngắn nhất từ hồi nãy tới giờ, nhưng mà em vẫn làm rất tốt, nghĩa là em đã chứng tỏ được khả năng chuyên nghiệp của em ngày càng hoàn thiện hơn. Anh chúc mừng Trúc Ly. Dạ em cảm ơn anh ạ. Từ đầu tới cuối bài hát này rất là tuyệt vời. Ừ. Hết. Dạ, chúc mừng em chị. Nhẹ lắm luôn á. Chị cảm ơn em đã hát ra được. Cảm ơn em nhiều lắm luôn á. Tuyệt vời. Yeah. Em hát bài này rất là nhẹ nhàng, như một lời mà thỏa thẻ tâm sự, rất là hay. Mà em ca rõ lắm, dưới này anh nghe rất là rõ. Có thể là cái giọng em tốt bữa nay. Anh chúc mừng em. Với tiếc điều nếu mà kéo dài sẽ đẹp hơn. Xin chúc mừng phần trình diễn của em, một sự thành công. Yeah, cảm ơn giám khảo Mạnh Vinh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ạ. Bạn còn hay nhốt mình trong phòng một mình không? Dạ cũng còn sơ sơ. Năm mới chúc em trong phòng nhốt hai mình nha. Em là có cái tính cách nó rất là gọi là bộc trực á, nghĩ sao nói vậy. Chính vì thế khi em hát nó có nét riêng, anh có thể nhắm mắt lại nghe vẫn biết là Trúc Ly hát. Đó là cái sự thành công đầu tiên của em. Với anh thì áp lực là một phần của cuộc sống, bất cứ cái nghề nào cũng có cái áp lực của nó hết. Cái người mà thông minh, có bản lĩnh thì sẽ vượt qua cái áp lực đó để chứng tỏ mình. Chúc em có một cái năm mới như em nói là mang chí chai cho đời đó. Người trẻ đúng là cứ thử thách mình, như em cũng thử thách với Bolero. Quan trọng là mình đặt niềm tin vào đó, và cái niềm tin đó phải xây dựng vững chắc để em đi. Anh nghĩ em không có lạc lối đâu. Nhưng ngày hôm nay thật sự mà nói anh không có thích một chút xíu nào cái bộ đồ. Nó giống mình đi làm phụ dâu á, em hiểu không? Nên hơi tiếc một chút xíu thôi. Cái đó là nhắc nhở em thêm thôi, kỹ một chút nha ha. Cảm ơn em, chúc em năm mới vui vẻ. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc mừng Trúc Ly. Và Hiếu nghĩ rằng là bạn phải cố gắng lên và qua năm mới mình làm dâu chính đi, để mình có thể tỏa sáng và tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình. Đặc biệt đó chính là chàng hoàng tử Bolero. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một tràng vỗ tay chúc mừng Trúc Ly thưa quý vị. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên ai rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời. Rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó. Dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi. Hiện tại rồi đây đến bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần. Có lẽ là hôm nay cái mái tóc 5 năm vẫn được phát huy hả?
Dạ, em gọi đây là máy tóc día đó anh. Sao lại gọi là máy tóc día nhỉ? Dạ, tại nó mang tới may mắn cho em, cho nên em chọn nó lại. À, để tiếp tục giữ cái sự may mắn đó lại cho mình đúng không nào? Dạ. Tôi thấy phản phất cái phong cách Đan Trường đâu đây. Idol của em anh. À, mời anh Đan Trường lớn nhận xét cho bé Đan Trường nhỏ. Anh chúc mừng Khải. Ngày hôm nay em sáng sân khấu lắm. Có cái gì đó nó khác hơn những bậc đầu. Một cái tự nhiên, thoải mái, rất là chững chạc. Hát không còn bị áp lực nữa. Chỉ có vài chỗ là em phải cần lấy hơi thật là đầy đủ để mà em nhút những cái câu đó cho nó nghe có bị đuối, chưa được hoàn mỹ lắm. Thì anh mong rằng Khải học hỏi nhiều kỹ thuật hơn để giúp cho mình tiến xa hơn nữa. Giọng hát em bữa nay là anh có thể là nghe rất là nhẹ nhàng. Em ca bắt đầu là có một sự uyển chuyển. Thì anh chúc mừng em cho phần trình diễn của em đêm nay. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Chị Phi Nhung luôn được không ạ? Hôm nay em rất là đàn ông. Chúc mừng em. Cử chỉ diễn xuất rất là nam tính. Nhờ Đan Trường nhập. Nhờ anh chữ. Chúc mừng em, phần hát là tuyệt vời rồi, không có gì để mà chê hết. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Phải nói Lolo là một trường hợp đặc biệt của cái mùa năm nay. Lúc em hát bài Nhật Ký Đời Tôi đúng không? Dạ. Nếu cho em viết một cái phần nhật ký trong solo thì em viết cái phần gì? Dạ, đối với em đó là sự may mắn. May mắn luôn luôn đến với những người luôn luôn biết cố gắng. Em là một cái trường hợp như vậy. Anh nhìn trong em thì anh có thể hai cái chữ T. Một là có tình. Nếu em không có tình á, em không có làm lên một cái gánh hát như vậy và được nhiều người yêu thương như vậy đâu. Thứ hai là anh nhìn thấy có chữ tài. Còn tên từ từ sẽ tới. Thì hôm nay lúc mà diễn á, anh vẫn thấy ở đâu đó cái kiểu như nó không có bay lên đó Khải. Diễn á, nó vẫn có một chút xíu lầm lỗi ở vài chỗ. Cố gắng đã đủ, may mắn đã có. Bay lên một chút nữa, anh nghĩ Sài Gòn Tân Thời và em không dừng lại chỗ này đâu. Chúc mừng năm mới, may mắn hơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều.
càng ngày thì em có nhiều kinh nghiệm hơn, em hát rõ lời hơn, em hát điêu luyện hơn. Em có một cảm xúc rất là dạt dào. Anh nghe em hát mà anh cũng rưng rưng theo, rất là có hồn. Ngày hôm nay thì anh đã thấy Tú Tri rất là trưởng thành. Xin chúc mừng Tú Tri. Xin cảm ơn. Cái này á, là chị chia sẻ cái kinh nghiệm của chị cho em. Mình hát cải lương á, mình bước qua ca nhạc á, nó rất là khó. Bản thân chị là một người cũng hát cải lương. Khi mà mình hát ca nhạc, mình hò cũng vậy, hò bên ca nhạc và hò bên cổ. Thì cái câu hò vừa rồi á, là em hò theo bên cổ, là nó không có đúng. Và những cái nốt mà em luyến lấy á, có nhiều chữ nó về cổ nhạc quá. Em phải cố gắng phân biệt cổ nhạc là ra cổ nhạc mà ca nhạc là ra ca nhạc. Tại chưa có cái kinh nghiệm nên bỏ qua. Em lần sau phải cố gắng lên. Cảm ơn. Thực ra cái bài này nếu mà anh xử lý thì anh có thể hát nhanh hơn chút xíu. Cái này em bị nó hơi bị rề quá. Đối với em, cái lứa tuổi 19-20 của tụi em mà em đã làm được rất là nhiều thứ như vậy, anh thấy một cái tương lai của em rất là sáng, sẽ là thành công vượt bậc trong cái tương lai. Anh nhìn người không sai. Em rất là đa tài, em đa dạng lắm. Em hát được đủ loại nhạc, cái thứ nào cũng thể xử lý được hết. Nhưng mà nên nhớ là mình hát cái loại nào mình phải nghiên cứu về vấn đề đó thì nó sẽ tốt hơn. Anh xin chúc mừng em. Anh sẽ tên cho em một cái chữ Mỹ ở hai chữ trước. Mỹ Tú Tri. Em cảm ơn Vinh ạ. Cái chữ Mỹ nó rất là quan trọng. Với anh nó là đẹp. Em đẹp cả bề ngoài, đẹp cả tâm hồn và đẹp trong giọng hát. Có ba cái chữ đó, anh thêm chữ Mỹ vào cộng thành Mỹ Tú Tri. Hay gì? Em thật là cảm ơn Vinh. Anh thấy cái cảm xúc của em nó tốt. Hôm nay anh chấp nhận được một chút rề rà. Tại vì sau khi nghe câu chuyện không thể em nó vô, cái cảm xúc nó rất là đong đầy. Thì đôi khi nó có một chút xíu chảy một tí á. Chút xíu à, để cho cái cảm xúc nó luồn vô trong người ta thì đôi khi cần. Nhưng ở những cái chặng đường sau thì vẫn phải tiết chế cái điều đó. Anh không biết vô tình hay hữu ý, nhưng mà em mặc cái bộ đồ hôm nay nó mít vô được cái sân khấu. Chúc em mọi điều tốt lành nha. Cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Rất nhiều lời khen dành cho em. Hy vọng em sẽ tỏa sáng. Một trong tay nữa chị Tú Tri thưa quý vị. Tôi đưa người đi bước chân hoa bồng vào đời. Một chiều nhé mưa bay thành ngũ buồn giăng lối. Pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời. Hết rồi ngày mai tụi đời.
Em hôm nay em lựa một cái bài rất là khó, nhất là nó quá nhiều lời, mà em ca thì anh thấy là em ca rất là tốt, không có quên lời. Có điều một cái là những cái chữ cuối em mới bị đuối nên khắc phục chút xíu thôi. Là anh thấy em có một sự tiến bộ rất là rõ rệt, thì anh xin chúc mừng em. Cảm ơn anh những lời khích lệ đầu tiên. Bây giờ xin mời anh Đan Trường. Là một thí sinh mà Đan Trường cảm thấy lo nhất. Vòng này em hát có vẻ tiến bộ hơn. Đây là một ca khúc cũng không phải là dễ hát, nhưng mà là em đã làm được. Ngày hôm nay em hát có vẻ nó ngọt ngào hơn, rõ hơn, nhưng mà độ điêu luyện vẫn chưa có thực sự là chắc chắn. Nên là anh mong rằng là Trúc Anh phải tập nhuần nhuyễn hơn nữa. Anh muốn rằng là em phải hoàn hảo hơn nữa, và hãy chứng tỏ mình là học trò của cô Đông Đào. Chúc mừng em. Như lúc em có tâm sự là đúng, không có quen biết gì ở đây á. Cuộc thi này nó trên sóng toàn quốc, nó không phải là cuộc thi để cho mình bày tỏ tình cảm. Không có năng lực, không có đứng trên sân khấu được, em nói đúng. Nhưng mà cái áp lực cho em là có thật. Cái vấn đề của em là bị tâm lý. Thật ra thì em mà vững một chút thì cái hơi, cái làn em mà em đủ quá, em hát rất là tốt. Đương nhiên một cái chặng đường dài như vậy thì ban giám khảo phải đòi hỏi nhiều hơn. Chứ không phải là học trò của Đông Đào thì tụi anh ưu tiên đâu, không. Ban giám khảo nhận xét rất là thẳng thắn. Và những cái tập trước em còn bị lên bờ xuống ruộng nữa đúng không? Chứng tỏ là ban giám khảo vẫn có cái nhìn thấu đáo mọi bề. Nên em cứ mạnh mẽ đi. Anh chỉ chúc cho em tâm lý nó vững vàng hơn một chút. Bỏ qua những cái gì không cần thiết trên con đường mình đi. Đường ta, ta cứ đi. Đi làm sao cho nó quang minh chính đại. Và em là em. Anh muốn năm mới em mạnh mẽ hơn. Chúc em mọi điều may mắn. Nha. Thật sự cái bài hát rất là khó. Rất là khó cho cái độ tuổi của con. Nhưng mà cô Nhung ở đây rất là ngạc nhiên. Con thể hiện được, con làm tròn cái bài hát. Chỉ có những cái nốt sâu là con bị chạy chữ rồi, con bị thiếu hơi thôi. Nhưng mà cái đó là cô Nhung bỏ qua. Ở đây cái độ lì của con cũng không thua gì cô Phi Nhung. Nên cô khích lệ con là bỏ qua hết mấy cái đó, con cố gắng lên nha. Dạ. Năm mới chúc con học giỏi, thành tài. Cảm rồi, chúc mừng con. Cảm ơn chị Phi Nhung. Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau. Bao đêm ngồi nhớ nhung ôi là sầu. Tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa em ơi. Duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Em mới nhớ gì khi mình gặp nhau. Em nên tà áo bước chân thẹn thùng. Ngập ngừng anh muốn làm quen, một lời tha thiết trao em, nhưng nói hoài mà chẳng nên lời. Hôm nay người xưa vẫn còn ở đây, kỷ niệm xưa sống lại một ngày, cho nhau tìm về xây tình ai. Em ơi, chúng mình chẳng được gần nhau, vì bằng nước trôi qua cầu ôm chẳng sâu mắt lệ thương nhau. Mai đây chúng mình không còn gặp nhau, non cao biển lớn biết đâu mà tìm người như thế tìm chim. Chim bay biển bắc xa xôi, anh đi tìm biển nam trọn đời. Tìm người như thế tìm chim. Chim bay biển bắc xa xôi, anh đi tìm biển nam trọn đời. Chúc mừng anh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Theo Phương Hiếu cảm nhận là nó khá là thoải mái. Đó là cảm nhận của Phương Hiếu thôi. Dĩ nhiên thì các vị giám khảo sẽ có những cái đánh giá về chuyên môn riêng. Khi mà anh hát câu đầu tiên xong thì giám khảo Đan Trường có gật gù điều gì đó. Em mời Đan Trường nhận xét luôn. Câu đầu tiên của Lê Vinh vô rất là ăn tiền. Em nhưng... đâu có thấy ăn đâu. Nhưng mà sau đó trở đi là mất tiền. Vinh hát hơi vội vã. Yeah. Rồi bị thiếu hơi. Yeah. Làm cho ca khúc nó không được tròn trịa. Nghe nó chưa có sướng lỗ tai. Thực sự là vậy. Hy vọng là Vinh sẽ cố gắng nhiều hơn. Tâm thế của mình cũng phải thật là thoải mái, tự tin, bình tĩnh thì mình mới thể hiện được ca khúc nó hay hơn.
em cảm ơn những góp ý của anh Trường nhiều. Mới vô anh thấy ta cũng đã lắm, những gì anh vừa nói. Yeah. Mà bắt đầu vô càng vô sâu anh thấy những cái nốt em ca nó bị loạn choạng tùm lum hết. Rồi anh nghĩ là bài này em sẽ hát rất là tốt, mà sao lúc càng vô sâu anh bị em giống như em nó bị trông chênh là sao á. Giọng của Vinh thì lúc nào nó cũng có một cái chất mềm mại, nó ngọt ngào, nhưng mà chung là phần trình diễn của em hôm nay thì nó không có được tốt như mong ý anh Quỳnh mong đợi. Không mong đợi sao chúc mừng? Thì chúc mừng đã hoàn thành rồi cái phần trình diễn. Nhận xét của anh Đăng Trường với lại anh Mạnh Quỳnh là rất là đúng, nhưng chỉ góp ý kiến thêm là mình phải phân câu, mặc dù mình có cái hơi dài đó nhưng mà mình phải chia ra cho nó đều, cho nó có nhịp nhàng đàng hoàng. Dạ. Không biết ở những cái bạn khác sao, nhưng anh có cảm giác đến với sân khấu này Vinh có một cái từ anh ghi là từ lo. Vinh cứ làm cho mọi người lo cái gì đó, em quá lo. Anh nghĩ em cứ thoải mái lên Vinh ạ, mình phải bớt cái đó đi. Hôm nay thì thật sự là chúc mừng cái bài tròn thôi, chứ còn bài hát thì chưa có vẻ. Em hứa em sẽ rút kinh nghiệm ngay từ tiếp mục tiếp theo ạ. Ok. Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bên bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành rồi nơi qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vuốt cuộc tình thật đầy mơ, toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hát đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về màu xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Chúng ta vừa đến với một tiết mục rất nhiều cảm xúc khi mà những gương mặt nổi bật nhất của Solo cùng Bolero đã cùng có mặt trên sân khấu, cùng hòa giọng với Trọng Khương. Chúng ta hãy cùng đến với những lời nhận xét của các vị giám khảo. Đăng Trường có lời khen với bạn Khương, chuyên nghiệp rồi mà vẫn đi thi. Bạn đã bỏ qua cái tôi của mình để mà bước lên sân khấu. Thứ hai là với ca khúc này, ngày hôm nay thì Khương đã thổi một làn gió mới, một cách hiện đại vào bài hát này. Tuy nhiên, cố gắng học cách làm sao tiết chế được cái lực của mình quá mạnh thì sẽ làm bài hát hòa quyện hơn. Anh xin chúc mừng Khương. Cảm ơn giám khảo Đăng Trường ạ. Anh xin cảm ơn anh Đăng Trường. Một cái bài hát rất là ý nghĩa, rất là cảm động, ngồi dưới đây anh bồi hồi lắm khi em cất tiếng ca đầu tiên. Tuy nhiên bài này theo anh nghĩ thì nó đòi hỏi một cái sự ngọt ngào. Giọng em thì ấm áp lên cao xuống thấp rất là tốt. Anh cần một chút xíu ngọt ngào chút xíu nữa, nó sâu lắng chút xíu nữa sẽ tốt hơn. Cảm ơn giám khảo Minh Quỳnh ạ. Vâng, bây giờ xin mời cô gái ngồi kế bên anh
Đức xinh xắn, giám khảo xinh đẹp Phi Nhung ạ. Nhung bước vào ca hát là Nhung đã hát cái bài này, là nhờ bài này mới có cái tên Phi Nhung. Tự nhiên thấy cảm động. Cảm ơn Khương rất là nhiều. Em đi hát bên ngoài, em có thể em hát cái này chị Nhung rất là thích, tại vì nó mới. Mà khi mình trình diễn cho đông khán giả thì mình muốn bay nhảy sao cũng được. Cũng chúc mừng em, tất cả là cái gì cũng hoàn hảo đối với chị hết. Bây giờ xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Có lẽ trước khi nhận xét về Trọng Khương, anh cũng chia sẻ một chút xíu về cảm nhận của anh khi mà solo cùng Bolero chuẩn bị bước sang một năm mới 2019 à. Chỉ còn ít giây phút nữa là chúng ta bước qua một năm mới, năm Kỷ Hợi. Xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, xin chúc tất cả các thí sinh sẽ thành công với con đường mình đã lựa chọn. Chúc tất cả khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long sẽ có những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta cùng chúc nhau sự bình an và hạnh phúc. Quay trở lại thì thứ nhất là anh khen cách chọn bài. Cái cách chọn bài cũng nói lên cái cá tính của con người đó. Thứ hai là trong một cái chương trình anh vẫn thích là có một hai giọng ca đặc biệt một chút. Có nghĩa là nó thoát ra khỏi cái gì mà khuôn khổ và chúng ta cho rằng trước nay nó phải vậy. Anh thấy cái sự cố gắng của em có luyến lấy thì cần thêm một ít năm tháng. Anh nghĩ là em có thể làm mềm nó đi chứ còn làm mất em thì anh không khuyên. Nhưng mà cứ vậy không phải là Trọng Khương nữa. Nhưng mà cố gắng cho cái mồi nó vô một chút xíu. Và hôm nay em cũng làm rất là tròn bài. Và chúc em có một năm mới thành công con đường em đã chọn. Quý vị khán giả thân mến, qua cơn mê thì ai rồi cũng phải tỉnh dậy. Nhưng mà để đi đến thành công chắc chắn không thể thiếu sự nỗ lực và cố gắng. Và xin chúc cho Trọng Khương bước sang năm mới sẽ làm được điều đó. Một tràng vỗ tay cho Trọng Khương thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại! Solo cùng Bolero, 5 năm khúc tình ca vang xa.